Rồi, Duy Nguyễn và Hương Trần, chào mừng các bạn đến với chương trình Vlog Kinh doanh. Đây là cái dịp mà Duy Nguyễn chia sẻ với các bạn một số kiến thức kinh doanh được tích lũy trong cái chặng đường làm ăn của Duy Nguyễn tới ngày hôm nay, cũng như những cái nhận thức, những cái quan điểm, tư duy về xã hội hiện đại. Xin chào tất cả mọi người. Thì trong xã hội hiện đại thì nam nữ bình quyền, anh luôn luôn nói câu này. Ví dụ như cái cuộc đời của em á, cái này là em phải làm chứng cho anh nha. Tức là em cũng là một nhân viên mà không thể là tách rời được cuộc đời của anh, đúng không? Đúng, anh đời luôn hả? Anh mở BPT là lúc đó là anh mời em về tới ngày hôm nay thì làm sao là tách rời được. Wow. Đó, mặc dù không có cổ phần, không có vốn nhưng mà cũng gọi đồng sáng lập, đúng không các bạn? Yes. Cái này gọi là không có công lao, không có khổ lao. Nói đồng sáng lập thì em không dám nhận, tại vì người sáng lập và idea và định hướng là anh Duy, còn em chỉ là người lái con tàu thôi, em chỉ thực hiện theo thôi. Rồi sao cũng được, chuyện đó không quan trọng, không kể công cái ơn ai ở đây. Nhưng mà có một cái điều em phải xác nhận với anh là chưa bao giờ anh quan tâm tới chuyện cá nhân của em. Ví dụ như là máy tính của em, không bao giờ anh có thể năm mày em nhân viên anh vô ngồi coi mà có xào chẽ khách hàng ABC gì không. Cái thứ nhất, cái thứ hai, điện thoại của em anh chưa bao giờ xem, chưa bao giờ hỏi em gọi khách hàng này em điêu giá nhiêu, hay là sao rồi, sao giờ làm, sao đi đâu nghỉ hay gì hết. Tức là mọi cái chuyện về cá nhân là trong khoảng hơn 10 năm nay anh không một lần xen vô, đúng không? Yeah. Hả? Đúng. Thì ý anh ở đây nó là cái gì? Đó là cái quyền riêng tư của em, anh bảo đảm. Yeah. Bảo đảm. Thì em nhân viên anh mà. Bảo đảm. Tức là nhân viên cũng có quyền. Ví dụ như giờ công việc đang gấp gáp quá, tối đang nấu cơm nấu canh gì anh alo vẫn phải đi làm. Nói chung là cái cảm giác làm việc nó. Nhưng mà em khỏi cần phải bối rối. Anh chỉ mượn cái hình ảnh của em để anh nói về cái quyền riêng tư và anh nói về cái quyền của người phụ nữ trong xã hội ngày hôm nay. Đó. Quan điểm của anh vẫn không thay đổi, anh cảm thấy đa phần người phụ nữ trong xã hội này họ quá thiệt thòi trong cả tình yêu lẫn cuộc sống. Tình yêu là gì, đúng không? Khi mà đi chơi với một người đàn ông á thì phải mắc phấn son trang điểm đầm váy lửa các kiểu buổi trời, thằng kia đợi có 10 phút nhăn rồi, thấy không? Hoặc là có một cái sự nó không phe là đi ăn bữa đầu tiên phải cưa đôi đồ cưa ba đồ, mấy cái đó đối với anh nó kỳ quá. Đó là một điểm trong tình yêu. Còn trong gia đình, người phụ nữ mang nặng đẻ đau mất khoảng 2 năm, năm mang bầu, năm nuôi con, cứ coi là vậy đi hả. Nhưng mà đôi khi người đàn ông sống trong nhà họ không nhường nhịn được người phụ nữ, mà họ có thể là chì chiết cãi vã, chưa kể mẹ chồng nàng dâu nữa. Đối với cái đó nó không phê, và người phụ nữ nó chịu quá nhiều áp lực, quá nhiều bất công. Rồi trong xã hội nữa, phụ nữ đi làm về bắt đi đứa con, thằng chồng có quyền đi nhậu. Anh cảm thấy nó cũng không fair luôn nữa. Không, mà em thì em thấy em sướng lắm bây giờ. Anh không nói cuộc đời em. Anh chỉ đang nói là có một số hình ảnh anh cảm thấy người phụ nữ không fair. Và nó là nội dung của video ngày hôm nay nên anh mới tiếp tục anh nói. Đó, và trong vấn đề tập gym nữa. Đàn ông tập gym thoải mái, phụ nữ tập gym đó, mày đi tập cho trai nhìn hả? Mặc đồ mà hơi sexy tí hoặc là đẹp hơn tí là bắt đầu hỏi á. Đó không phê. Tức là cảm giác như cái người phụ nữ họ trong cuộc sống này họ phải làm những cái việc dành riêng cho họ, mà họ không được quyền để làm những việc họ yêu thích. Đó. Còn cái này nó mới hài nè. Cái này là đi vô nội dung chính của vấn đề luôn nè. Đó. Mình đàn ông á, ra ngoài đường cầm tiền ăn nhậu bao bạn bè, cho xã hội này nọ kia, tập gym mướn PT đồ nè, ABC các kiểu, không mua nổi cái home gym về nhà cho con vợ tập, cho gia đình tập, cho đứa con tập, cho mẹ già tập. Ok gì hết. Tại vì họ nghĩ họ chắc họ đẹp được rồi, còn vợ đẹp quá ra ngoài khó giữ cả gia đình nữa anh chí. Đó, mình đang nói là người có điều kiện. Bởi vậy đó lý do ngày hôm nay Duy Nguyễn mới nói tầm quan trọng của home gym. Yes. Bởi vậy Duy Nguyễn nói home gym ngoài tiền ra thì cái đầu của các bạn có nghĩ tới không? Cái này là cái tư duy chứ không phải là tiền. Mình có tiền mà mình không có tư duy chưa chắc gì mình xử lý đúng. Đó, anh không. Nhưng mà nếu mà home gym thì bằng cách nào họ có động lực anh? Nhiều khi ví dụ như họ tập mình á, họ không có động lực. Ủa, home gym có thể tập với vợ, với con, với cha, với mẹ, với bạn, với bè. Cái mindset của em là cái home gym là mình mua cho mình. Còn cái home gym này anh, cái mindset của anh mua cho gia đình. Tức là tạo một thói quen cho gia đình tập luyện sức khỏe. Mà không chỉ mình không, mà tất cả các thành viên trong gia đình đều có thể tham gia tập luyện. Với thêm một cái nữa là đôi khi có một số người ta sống họ không dám gọi là hành động, họ không dám chi, họ không dám trải nghiệm những gì mình đáng phải có. Anh lấy ví dụ, thí dụ một trường hợp một cái gia đình kia dưới quê giàu,
mà ở dưới quê mặt bằng thì nó thấp, phòng thì thôi khỏi nói rồi, vậy tại sao phải đi tới cái phòng đó tập? Ở trong khi nhà chạy Lexus 570 hay là nhà chạy Audi hay nhà chạy Mac, hầu như có một tâm lý là đi tập cho vui, cho có động lực, nhưng mà chính cho bản thân mình nhiều hơn. Thì anh mới nói đây là cái mindset, đây là cái suy nghĩ chứ không phải là vấn đề tiền, nên nó có quá nhiều cái. Thế họ nghĩ là chắc chỉ có tôi mới có tập gym thôi, còn mọi người trong gia đình thì no. Rồi. Tập gym. Nhưng rồi. Mà thực ra có thể tập nhiều hình thức khác nhau mà. Đúng. Nói nãy giờ người ta sẽ nói thằng CEO Duy Nguyễn đang chuẩn bị nó quảng cáo home gym để nó bán. Đúng. Đúng, chính xác, không phủ nhận. Tôi bán home gym nhưng không phải ai tôi cũng bán. Chuyện đó là chuyện bình thường. Nói chung là mình á thì bây giờ á mình kinh doanh á, quan điểm của anh á, anh kinh doanh là giờ đam mê là chính. Đúng không? Tiền tài thì nói chung là nhiều cái đích nó cũng quan trọng lắm. Nhưng mà sao em không hiểu lắm nha. Sao không phải ai cũng bán là sao? Nếu người ta muốn mua thì mình cũng phục vụ, mình cũng cung cấp. Cái thái độ không phù hợp là không cung cấp. Coi nhẹ sản phẩm anh là không cung cấp. Coi nhẹ. Thế thôi. Coi nhẹ sản phẩm của anh, coi nhẹ anh là anh không bao giờ cung cấp. Yes. Ủa mắc sao phải cung cấp? Anh nói rồi, anh làm vì đam mê. Anh muốn cho cái nhận thức của anh có những người bạn khác họ cùng chung nhận thức với anh, họ chơi giống anh. Chứ anh không thể nào bán cái home gym nó xịn sò về, nằm xó bếp không biết xài bỏ. Hay là như thế nào coi rẻ ôi hãng này hãng kia, đồ kia rẻ hơn tao rẻ hơn nọ, để làm gì? Có nghĩa là cái cách anh bán là anh muốn chia sẻ cái giá trị và cái đam mê cho mọi người cùng hiểu được những cái giá trị đó. Đúng. Đúng. Ngày xưa đó Tào Tháo tặng ngựa đó, thì cũng phải tặng cho Quang Vũ. Tức là gì? Bảo mã thì nó phải xứng anh hùng. Mà son phấn đó, thì phải tầm đúng mỹ nữ. Wow. Nó đi vào những triết lý đó. Chứ còn đâu phải là anh bán một sản phẩm ra rồi khách hàng muốn nói gì nói hay là cũng coi thường sản phẩm làm sao nào, đâu phải. Đó về cái quan điểm. Bây giờ qua phần thứ hai của video nói về những cái thể loại home gym BBT phân phối. Và thứ ba là cách đầu tư home gym. Ok. Cái thể loại BBT phân phối home gym nó có hai đẳng cấp. Một đẳng cấp middle end. Hai là đẳng cấp high end. Đẳng cấp high end là USA. Đẳng cấp middle end là đệ của Mỹ Đế. Tức là đẳng cấp mà high end á thì anh sẽ tập trung vào những cái máy tập thôi. Máy tập thôi, tạ rất ít. Tại vì tạ nó rẻ quá. Thích thì mua bổ sung thêm thôi. Còn cái đẳng cấp mà middle end á thì tập trung vào tạ. Chứ nó không có máy. Nó có hai dòng. Đó cho các bạn chọn lựa. Đó là freeway đúng không anh? Đúng. Còn cái home gym mà high end á thì nó sẽ là khoảng chừng của anh có 4 máy. Thì các bạn có thể mua 3 máy thôi. Một máy nó bị dư. 3 máy nào tùy vào sự chọn lựa các bạn và tùy vào số tiền ngân sách của các bạn. Khoảng chừng 400 triệu. 400 triệu một cái home gym luxury. Tới 500 thì nó hoàn chỉnh rồi. Còn với cái home gym kia là cái home gym mà đệ Mỹ Đế đó, home gym mà middle end á thì nó tầm anh chưa biết nhưng nó tầm khoảng mấy chục triệu thôi. Mấy chục triệu. Dưới 100 triệu là nó có cái bộ home gym đó rồi. Rồi khi mà các bạn thiếu thì các bạn mua thêm một số máy cardio nữa là đủ cái home gym. Dành cho các bạn ngân sách thấp. Anh có thể mô tả cái set mà dưới 100 là nó gồm những gì ạ? Set dưới 100 nó gồm khung freeway, khung hấp rack. Khung hấp rack với cây barbell thì các bạn sẽ tập được rất là nhiều bài freeway trên đó. Và thêm một cái ghế adjustable bench, ghế điều chỉnh độ dốc. Tập ngược trên, tập vai, tập ngược dưới, gặp tập band overall, dumbbell kickback. Là bộ tạ. Và bộ tạ. Tạ thì có tạ đĩa và tạ... Đúng, nó bộ tạ đi theo máy, nó có bộ tạ, vậy thôi. Rồi phần còn lại là bạn có thể mua máy chạy bộ. Với máy trực tuyến, với máy rô, ba máy chạy bộ quan trọng nhất, ba máy cardio quan trọng nhất. Em đã từng nói chuyện với một khách hàng và người ta quan tâm đến hai vấn đề sau của tạ. Thứ nhất là có bị bào mòn hay không sau theo thời gian. Thôi nói chung khách hàng đó khoan nghĩ mua home gym đi. Đấy là họ nói là mới tập. Kệ thôi, nói chung là cái muốn mua thì nghe chuyên gia. Khách hàng mà cái tư duy như vậy á là khách hàng đó người ta chưa biết gì cả, người ta hỏi cái cốt lõi không hỏi. Đi hỏi cục tạ nó mòn, bây giờ anh Duy Nguyễn trả lời này, cục tạ lỡ mà nó có mất đi nữa thì mua cục khác có mắc không? Nope. Đúng không? Mà trong khi cái máy nó hư thì không hỏi. Cái máy nó hư không tập được, không hỏi. Hỏi tạ này theo thời gian có bào mòn không? Thì em cứ trả lời khách đi, tạ này mà lỡ có mất anh mua cục khác cũng dưới 100 ngàn. Nói không, cái này cái tạ bên mình là nó có một cái lớp được bọc bằng một cái lớp chống bào mòn, chống oxy hóa. Đó. Đúng, chính xác. Là cái thanh Olympic nữa, nó được là... Rồi, bây giờ em hỏi nè.
cái phòng gym, home gym của anh được bao nhiêu người tập, khối lượng tạ anh đẩy một ngày là được bao nhiêu so với cái phòng thương mại. Người ta ra vô biết bao nhiêu, đẩy khối lượng tạ siêu nặng nó còn chưa mòn nữa, cái home gym lo mòn. Nên câu hỏi của em cực kỳ là funny, anh nghĩ là em được ai đó gài vào để làm vui chương trình. Rồi còn cái này nữa cũng hay. À, cái bạn đã gửi cho em một cái hình là cục tạ tròn, thiết kế theo dạng tròn. Rồi. Còn mình thiết kế theo dạng thoi. Thì em mới nói với bạn là nếu mà xài cục tạ tròn này là nó lăn khắp nhà luôn. Còn cục tạ mà được thiết kế theo hình thoi á, thì là nó đặt nó một chỗ để nó một chỗ thôi. Thì cũng được, cũng đúng, đâu có gì đâu. Chính xác. Các bạn ơi, chứng tỏ bạn là người tập gym mà lâu năm kinh nghiệm này. Tại vì sao cái home gym là nó nhẹ, cục tạ không cần phải lăn. Nó nặng quá em khiêng nổi mới phải lăn. Cục 60kg em khiêng nổi em mới lăn. Còn cục trong home gym nó có 20-30kg à. Nó cái bộ chuẩn của home gym với cục anh không nhớ nhiêu ký nha các bạn. 20-30kg gì nhẹ lắm, nhẹ thôi. 5, 10, 15, 20, 30 ấy. Tới 30kg thôi. Vậy thì á, những cục lớn hơn bạn mua thêm 30, 35, 40 thêm. Vậy thì bây giờ á, đầu tư cái home gym. Đầu tư cái home gym không phải ai cũng có tiền để người ta vô người ta đầu tư một phát mà. Em hiểu không? Người ta sẽ mua từng món, từng món, từng món. Đó. Nhưng mà ví dụ như mua lẻ nhiều quá thì chắc chắn anh cũng không cung ứng đâu. Ai mà cuốn nổi kiểu đó. Có thể là vô đầu tiên bạn mua khung khung bao rắc, khung trend trước. Rồi như cái máy chạy bộ căn bản, xong một thời gian sau tái đầu tư thêm máy máy cây bồ nào đó bạn thích. Đó, vậy được rồi. Mình phải đầu tư theo từng giai đoạn. Còn nếu mà bạn có tiền thì bạn đầu tư luôn một giai đoạn. Đó, còn cái căn phòng của bạn chỉ cần 40 mét vuông thôi là ngon. Mình mua home gym là gì? Thiện, dân trí và đẳng cấp. Hai cái đó phải đi kèm với nhau nha các bạn. Tại sao cái chữ dân trí mà nói hoài? Cuộc đời này các bạn có mấy kiếp? Các bạn chỉ có một kiếp thôi. Mà cái tuổi thanh xuân của bạn nó có giới hạn, mà dân trí bạn nó không cao lên là kia thôi hết. Đó. Người ta hơn nhau ở chỗ dân trí, chứ người ta không hơn nhau lắm ở chỗ có tiền bạc. Anh nói vậy có nghĩa là phủ nhận giá trị của tiền bạc. Nhưng mà tiền bạc nó phải đi kèm với dân trí thì cuộc sống mình nó mới ok, nó mới đúng đẳng cấp. Đó. Chứ còn nếu mà ví dụ như có tiền quá mà cái như cách mình xài tiền nó không chuẩn này nọ kia đó, thì mình không tận hưởng được hết những cái giá trị đáng có của cuộc sống này. Ở xu hướng phương Tây thì hầu như nhà nào cũng có home gym. Đúng là phương Tây và home gym nó nhiều hơn mình. Nhưng mà ở bên phương Tây là cái xu hướng là họ yêu vận động, họ thích đi học. Tức là gì? Đối với họ là giáo dục là một nè ha, rồi xong rồi sức khỏe là hai nè ha, rồi trải nghiệm là ba. Họ thích những cái đó. Chứ họ không có cái kiểu mà cam chịu số phận như bên như một số người xung quanh chúng ta đâu. Đối với họ là ví dụ như cuộc sống gia đình mà cảm thấy không ổn, đi thân. Còn ở Việt Nam mình sẽ nghĩ đi thân thì con cái nó bị khổ. Thì cái nghĩ nào nó có lý thôi. Cái nghĩ nào thì nó có lý thôi, nhưng mà đối với anh thì con cái nó lớn khôn nó sẽ đủ đối diện với việc đó. Anh hầu như khách hàng người ta bỏ ra một khoản tiền lớn, giá trị lớn, nhưng mà người ta cũng đôi khi người ta cũng hơi lo lắng về những cái hỏng hóc và bảo hành này nọ đó. Thì cái chính sách bảo hành mà anh đang idea nó như thế nào? Bây giờ em hỏi em, bây giờ mua xe hơi bảo hành rung không? Rung chứ. Bây giờ anh hỏi em coi xe hơi với cái tạ nào mau hư, cái nào dễ hư hơn? Xe hơi nhiều khi ra ngoài rủi ro nhiều, đụng chạm các thứ. Vậy thì em coi, vậy thì người đó có xe hơi chưa? Có anh. Ủa có xe hơi rồi sao không rung? Giờ tôi mua cái này không, cái này rung. Đây là cái mindset nữa nè các bạn. Đương nhiên làm ăn lớn, cái vị thế tôi về công ty tôi về là tiền bảo hành tôi thấy đương nhiên là ok là có rồi. Tao nói là cái thái độ quan trọng hơn cái trình độ và trách nhiệm đúng không? Còn bây giờ á, bây giờ không lẽ bảo hành nói rõ ràng ra cái chi tiết này, chi tiết kia quăng cho sớ có đọc không? Mình quăng cũng được thôi, anh quăng ra đó cũng được thôi. Nhưng mà đây là cái trách nhiệm mà sẽ hợp lý. Tất nhiên bảo hành là bảo hành hết, không có gì bảo hành. Còn bảo hành những cái dễ hỏng hóc, 1 năm thay mới, còn khung sắt 10 năm. Còn cái chi tiết bảo hành nó là một cái file, một cái tờ một về cơ file bản giấy thôi. Thì cái dạng mà home gym mà freeway á thì nó không phải là dạng một cái máy nên là nó không có rủi ro nhiều. Còn những cái máy chạy bộ hay là những cái dòng mà cardio thì thường là bên mình rất là chắc chắn, rất là bền. Rất là hy hữu cái việc mà học mà lộn. Còn ví dụ như đơn giản cứ thời bảo hành máy cardio đúng không, máy chạy bộ đúng không, thì cái bảo hành là 1 năm. Còn mấy cái khung sắt mà bị gãy đó là 5 năm. 1 năm nó bị gì, ví dụ như cho xui là màn hình nó bị hư đi, không cần sửa, thay một màn hình mới. Đó là BBT là làm ăn dịch vụ, chứ BBT không phải là thằng thợ sửa máy. Nó hiểu không? Thí dụ như BBT á, nếu mà bây giờ máy móc mà nó hư là thay, chứ không có mạng đi sửa. Không có đi ra một cái tiệm kia hò gò lại nó nói các cái dây đó.
Tức là mình nhập khẩu về đúng cái linh kiện đó, hỏng phần nào mình nhập linh kiện mới vào sửa. Còn giả sử như nó, nếu mà ví dụ như linh kiện đó mà có cái ở trong kho nó sẽ có một số máy giống nó, lấy cái máy mới tháo ra thay lắp vô cái máy bị hư, rồi xong rồi mình nhập linh kiện về mình thay cho máy mới bình thường. Wow, có gì đâu. Nên đây là chương trình video nên anh sẽ không đi sâu vào cái dịch vụ của Home Gym cung ứng cái gì, mà anh chỉ muốn nói là hai vấn đề chính. Một là BBT phát triển Home Gym, phát triển không nghĩa là bán máy, mà phát triển là làm cho ông tập tốt trên cái máy đó bằng những chùm giáo án, bằng những chùm video cấp bồ và cao có, lean body có, hướng dẫn có, trên website bài viết có luôn, video có luôn, catalog có luôn. Có nghĩa là mua máy là có giáo án. Catalog có luôn. Đúng rồi. Rồi thêm một cái này trong giáo án thôi, trong giáo án không có mà ở ngoài đời có nè, có BT luôn. BT của BT đông lắm. Mà anh trực tiếp là người hướng dẫn nữa, training nữa. Ừ. Đó là học viên của TH Academy mà. Bây giờ tới đó dạy luôn. Đó, thoải mái luôn, cái gì cũng có đó. Nên đó là thế mạnh. Đó là thế mạnh phát triển Home Gym. Và Home Gym thì nó có hai dòng. Và Duy Nguyễn nghĩ rằng ở trong ngành gym Việt Nam này không có một người nào mà đủ tâm đủ tầm để phát triển với một cái ngọn lửa đam mê cháy bỏng bất tận như Duy Nguyễn không? Bạn cứ nhìn mà xem. Tới ngày hôm nay tôi gym Duy Nguyễn là ở trong gym là tập tạ từ năm 2003 tới ngày nay là 18 năm. Phải 18 năm, 20 năm chắc không buổi lễ nữa đó. Mà cái ngọn lửa đam mê nó vẫn như ngày đầu. Ngày đầu tôi tập thì lúc đó là chưa có quay video. Mình quay video năm 2011 mà tới liên tục tới đây là bao nhiêu năm? Qua bao nhiêu đời media rồi. Mà sao anh mê dữ vậy? Còn qua bao nhiêu đời media rồi các bạn? Các bạn đếm coi. Không đếm nổi luôn á. Không, mà em thấy hình như qua có cái thằng lead nó làm hoài vậy ta. Đây phải không anh? Đây ừ, không? Đúng rồi. Đây. Đưa anh 2000. Khỏi thôi, 1000. Bye bye và không hẹn gặp lại nhá. Bye bye. Cái chuyện đó thì thôi, đừng có nói trên này. Cái chuyện đó đừng có nói trên này. Nhưng mà các bạn nhìn lại những cái video ngày xưa với video ngày nay, và nhìn coi BBT thay đổi đến như thế nào. Qua tất cả những thể loại video nào đó có trải nghiệm, mà từ mà cái quay đèn thường, mà từ quay trắng đen, mà từ quay đèn cao áp, đủ kiểu, đủ cách dựng hết. Nhưng mà tới ngày hôm nay chỉ có Duy Nguyễn là vẫn là như Duy Nguyễn ngày xưa. Nếu mà xét về đam mê, về này nọ. Còn nhiên tất nhiên với thần thái bây giờ thì Duy Nguyễn chuẩn hơn. Duy Nguyễn gọi là già gơ hơn. Rồi nói chung là đẹp trai hơn. Rồi khi nó theo các bạn thì nó chỉ cũng ngông nghênh hơn. Không, nhưng mà tôi nói thật, ngông nghênh với đúng người đúng đối tượng. Chứ tôi chưa bao giờ tôi ngông nghênh với khách hàng, mà tôi chưa bao giờ tôi ngông nghênh với những người tôi yêu thương. Phải có cái gì tôi mới ngông nghênh, chứ không tự nhiên mà mình đi ngông nghênh. Đó. Cuộc sống này nó khó sống lắm các bạn. Bạn phán xét một người thì nó dễ, nhưng mà ngồi nghe người ta phán xét lại á thì mới là khó. Còn mình đi phán xét một người mà mình bằng được người ta nó càng khó. Bởi vì anh bỏ qua những lời phán xét. No money, no talking. Thế thôi. Đó là dành cho người lạ. Còn ví dụ như những người thân quen trong cuộc sống mình thì họ góp ý mình bình thường. Còn đối với người lạ muốn góp ý này nó kia, no money, no talking. Đóng 3 triệu. Cái vấn đề là họ góp ý như thế nào? Không cần góp ý thế nào cả. Anh không cần họ góp ý như thế nào cả. Tại vì anh không quen biết họ, anh không có nhu cầu. Anh không có nhu cầu. Vậy thôi. No money, no talking. Vậy thôi. Nhất là góp ý vào ngành gym. Trong ngành gym bạn giỏi hơn mình chưa? Nếu mà đặt lại hoàn cảnh của mình, bạn làm được cái gì? Hả? Đó là cái triết lý sống của anh nha. Đấy là đối với người lạ thôi không anh? Đúng rồi, đối với người lạ thôi, mấy bạn trên mạng em đó. Em chứ không phải ai, mày em cũng đông anh thì mày không được talking đi chắc chết. Mấy người trên mạng đó, thì comment dạo đó các bạn. Ý là mấy người trên mạng mà chọc ngoáy anh, tấn công anh mà không có gọi là góp ý, nhưng mà không kiểu xây dựng, mấy kiểu như là muốn dìm mình xuống đó không? Đúng rồi. Dìm mà lại còn dìm mà trên mạng xã hội, dìm trước nhiều người nữa. Đối với những người như vậy đúng không? Hương phân loại rõ chứ không, mình với media ngồi đây toàn là no money cho mọi người. Thôi, video dài rồi. Bớt talking lại đi. Thôi. Bye bye các bạn. Bye. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình vlog kinh doanh tiếp theo. Bye bye mọi người. Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống, chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình. Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân streamer đồng hành cùng BBT, CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công. We'll be right back.
đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến VPT ngay khi còn có thể. VPT nâng tầm con người Việt Nam. Hay thì mua súp đi ba, lái xe là đương nhiên rồi, có chùa hoài.